Choi Tae-jun bị chê vô duyên khi đang yêu Park Jin-hee nhưng lại muốn đưa Soo-young về nhà. Bộ phim Tôi và Anti-fan kết hôn hiện đang là một trong những bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phản ứng hóa học ngọt ngào trong phim của cặp đôi Choi Tae-jun và Soo-young SNSD được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, Choi Tae-jun lại gây tranh cãi khi tuyên bố muốn đưa thành viên SNSD về ra mắt bố mẹ, trong khi ngoài đời nam tài tử này đang hẹn hò với Park Jin-hee, còn Soo-young hạnh phúc bên Chung Ki-yung-ho. Chuyện là vào ngày 9 tháng 6, bộ ba diễn viên chính Choi Tae-jun, Soo-young và Chan Sung 2PM đã cùng nhau xuất hiện trong livestream quảng bá bộ phim. Tại đây, nam tài tử họ Choi thẳng thắn tuyên bố, Soo-young là mẫu người mà tôi muốn giới thiệu với gia đình, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì khi cô ấy đến ăn một bữa với bố mẹ tôi. Không hiểu khi Choi Tae-jun nói như thế này, Park Jin-hee sẽ nghĩ gì đây? Choi Tae-jun cũng dành rất nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn. Cô ấy xinh đẹp và có rất nhiều điểm quyến rũ. Soo-young rất trầm lặng, dịu dàng và thông minh. Ở cô ấy có nét thu hút khiến bạn muốn trêu chọc không ngừng. Ngay sau khi lời phát biểu của Choi Tae-jun gây tranh cãi trên mạng xã hội, không ít người cho rằng cả hai diễn viên đều đã có người yêu nên cần phải tiết chế trong lời nói cũng như hành động. Khán giả còn cho rằng Choi Tae-jun có phần vô duyên khi nói điều như thế này. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng đây đơn thuần là hành động để quảng bá cho bộ phim. Trong bộ phim Tôi và Anti-fan kết hôn, Soo-young thủ vai cô nàng phóng viên Geun-young chuyên viết tin tức về các ngôi sao giải trí nổi tiếng. Trong buổi sự kiện, vì để lấy tư liệu viết bài, cô nàng vô tình chứng kiến cuộc ẩu đả của Hu Chun do Choi Tae-jung thủ vai, lại vô tình nôn vào người anh. Mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu như sáng hôm sau Geun-young vô duyên vô cớ bị đuổi khỏi tòa soạn, khiến cô cho rằng tất cả là tại anh chàng kia. Dĩ nhiên, trong tình huống chớ trêu như thế, cô nàng phải anti Hu Chun. Nghĩ là làm, Geun-young đến văn phòng làm việc của Hu Chun làm ầm ĩ, dần dần đứng trước cánh truyền thông, cô nàng trở thành một anti-fan chân chính nổi tiếng, lừng lẫy. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Geun-young vì tránh thất nghiệp mà tham gia show truyền hình, còn Hu Chun vì cải thiện hình ảnh cũng tham gia show truyền hình đó. Cả hai giờ đây chính thức gặp nhau như hai chiến tuyến. Ấy thế mà tưởng idol và anti-fan là kẻ thù không đội trời chung, lại có thể dần cảm hóa nhau và đem lòng yêu nhau. Bên cạnh nội dung thú vị, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên trai xinh gái đẹp và diễn lại giỏi. Đầu tiên là Soo-young, thành viên của nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD. Trong số các thành viên SNSD lấn sân sang diễn xuất, Soo-young là người được đánh giá cao hơn cả bởi lối diễn xuất tự nhiên ấn tượng. Cô nàng từng tham gia diễn xuất chính trong nhiều bộ phim khác nhau. Trong bộ phim này, nhân vật Geun-young có phần ngổ ngáo, mạnh mẽ, khá giống với hình tượng của nữ diễn viên. Nam chính Choi Tae-jun sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng, gây ấn tượng qua nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Tên tuổi của Choi Tae-jun trở nên nổi tiếng hơn khi công khai chuyện hẹn hò với nữ diễn viên Park Jin-hee. Hình tượng của Choi Tae-jun cũng rất phù hợp với nhân vật Hu Chun. Mảnh ghép cuối cùng của bộ ba chính là nam diễn viên kiêm idol 2PM Chan Sung trong vai JJ. Nhân vật này còn là một ẩn số liệu là người chen ngang tình cảm của Geun-young và Hu Chun hay anh đóng một vai trò khác trong phim.